Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long của tỉnh Vĩnh Long. Cũng thời gian khoảng gần một tháng thì hôm nay Bùi Hồ quay trở lại thăm hoàn cảnh của cô Chính cùng với anh Lâm, một người thanh niên bị tai nạn giao thông sau đó nằm bất động tại chỗ, và cuộc sống của anh hiện nay nhờ vào cái gồng gọc. Sau thời gian hơn 10 lần quay trở lại hoàn cảnh của anh đó, thì mục tiêu của Bùi Hồ đó là muốn giúp đỡ cho anh cùng với lại bà Chính, vì đâu đó được rằng hai người mất khả năng lao động, phải sống nhờ sự yêu thương của tất cả mọi người. Bùi Hồ phải khi được kết nối với mạnh thường quân đó, lập tức đến đây để mà trao những cái phần hiện kim của cô bác quý anh chị cho hoàn cảnh gia đình của anh. Và thưa với cô bác quý anh chị á, là anh Lâm ở thời điểm hiện tại thì bệnh cũng khá là nặng, trở nặng luôn cô bác quý anh chị. Cô Chính nói rằng anh Lâm hiện nay bị đang hoại tử và có dấu hiệu là nóng lạnh. Thì đó là một cái tin mà khá là buồn, vì hơn 16 năm qua anh Lâm phải chống chọi với căn bệnh ngoài ý muốn của mình, đó là một tai nạn giao thông. Còn bây giờ thì Bùi Hồ thay mặt cho chị Hằng ở Mỹ để mà gửi hiện kim là 100 USD cho gia đình của anh Lâm và bà Chính vào thời điểm hiện tại ha. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ. Đây là một ngôi nhà của bà Chính, thì chắc Bùi Hồ thì không nói thì cô bác quý anh chị sẽ không biết được rằng ngôi nhà của bà Chính thì được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm cũng như nhà nước dựng lên cho một ngôi nhà kiên cố, chứ bà Chính thì cũng không có tiền để mà cất lên. Và ngày hôm nay thì anh Lâm cũng không còn đi bán vé số gần 10 ngày qua rồi cô bác quý anh chị. Rồi có công việc thì Bùi Hồ mới quay trở lại đây thăm về hoàn cảnh của anh và bà Chính. Có chú chó rất to. Dạ con chào bà Chính. Con chào anh Lâm. Hôm nay mệt với anh Lâm. Bị lét ở phần ấy là gì? Đít ở mông hả? Sao đít? Nó ngồi đó, ngồi hoài cái nó cấn. Thôi được rồi, con thấy là được. Nó cấn rồi nhiễm trùng. Dạ anh đau. Rồi nhờ người ta rửa giùm. Rồi có uống thuốc gì không anh? Có. Bà Chính ngồi đi bà Chính. Để lấy ghế. Bà Chính ngồi đi con tự lấy ghế này. Ghế đó nó bể. Dạ. Lấy ghế nguyên. Bác sĩ thường lại hả? Y tá rửa. Y tá trên bệnh viện rửa. Mấy ngày nay tuần lễ này là không có đi bán hình lắm. Cô bác quý anh chị biết khi mà nằm một chỗ như thế này nè, là mọi công việc từ vệ sinh đến ăn uống đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào bà Chính hết á. Bà Chính thì từ cái việc vệ sinh cá nhân nè, cho đến việc mà tắm rửa cho anh Lâm là bà Chính đều làm hết á. Bà Chính rồi. Dạ. Con với bà Chính ngồi được, để cho em nó đứng đi. Bà Chính qua đây nè bà Chính. Để ghế đó cho cháu ngồi đi, bà ngồi được ngồi. Ngồi đi cháu. Có gì? Bà Sáu, bà Chính ngồi không được. Đây đi ha. Ngồi hay đây đi. Rồi hiện nay là vật lý trị liệu cứ thì tập thường xuyên vậy. Tập hoài mỗi ngày à cháu ơi. Rồi cơ thể của bà Chính sao rồi? Bà bệnh hôm nay bà cũng đi chích thuốc á. Đó thuốc kìa mình ta phát uống mấy ngày. Bác sĩ phải lo cho hai người luôn. Dạ. Cao huyết áp. Rồi bà đi bà chóng mặt bà muốn té luôn. Dạ. Bây giờ đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi chứ. Đi tiền bạc bà Chính còn nhiều không? Rồi. Thì cũng còn chút đỉnh để mà lo trị bệnh thì được. Dạ. Lần đi thì 100 mấy 200 mà. Uống được 3 ngày đó, người ta phát cho bà 3 ngày thuốc bác sĩ á, sĩ trong bệnh viện. Dạ. Bác sĩ nói bà Chính cao huyết áp hả? Cao huyết áp đó. Rồi bà bị khớp nữa. Dạ. Bà đi nhức quá rồi. 86 tuổi rồi. 81. 81 tuổi rồi. Dạ. Bữa nay cháu có đi đâu không, ghé đây? Con có công việc ở Sóc Trăng con về con ghé đây luôn. Dạ. Chắc đi hôm qua hả cháu? Dạ. Ngày hiện nay là anh Lâm không bán được thì chi phí sinh hoạt sao? Thì cũng tiền mà con cho đó thì cũng dành dụm xài nhín được. Nó không đến nổi. Bán số đồ dán sống gì đó. Nguồn đó thì dành dụm lại khi mà cần thiết có xài. Bệnh rồi. Anh Lâm giờ không tập hả? Tập đó chứ, đang tập chứ, tập sáng giờ. Tập sáng giờ hả? Đi trái lại rửa cho nó sáng sớm rồi bắt đầu nó lét nó thành ra kê cái nó lên đặng cho nó hở cái phần mông này. Này kê cái gối lên. Dạ. Hôm trước thì đâu có cái gối đâu. Nó lọt cái khoảng trống này đó, cái vết lén nó không có bị cấn. Con ghé bà Chính là cách đây hồi trước Tết đúng không? Dạ, hai mấy Tết á. Lúc đó bà chưa có sẵn sàng ăn Tết. Mới đó rồi, cái hai ngày sau á, trường rồi đem bông nhận thọ, đem đồ vô mà Chính đẹp lắm. Đó, cái trường Mỹ Linh nó cho cặp đó đó. Mới đó mà dạ, gần một tháng thôi bà dạ. Chính ha. Bữa nay bà Chính tươi hơn. Đỡ hơn. Đỡ. Rồi nhờ uống sữa của nhà hảo tâm ở nước ngoài cho đó cháu, thì nó cũng tăng cái sức đề kháng của bà lên, cũng đỡ lắm. Sáng uống, chiều uống. Dạ. Dạ. Rồi dặm thêm thuốc của bác sĩ nữa. Ừ. Chứ mấy hôm trước Tết cháu Lợi đó, bà cũng tệ dữ lắm à. Bà nằm hoài luôn đó, bà nói Lâm ơi, nằm Lâm ơi, làm chút à, nằm. Còn mấy hôm nay bà ổn nhiều rồi, mới đi hôm qua, tối hôm qua. Có khi ông quẩn thì... Vừa uống sữa, ăn uống đều đặn dạ, và ít gì. Tối ngủ tối sớm. Dạ. Tối anh Lâm mấy giờ mới ngủ? 11 giờ, nó đâu có ngủ sớm đâu, nó tập. Rồi bà thì sớm 8-9 giờ bà nằm rồi nghỉ, nhưng mà nó có kêu gì thì bà xuống vậy. Ngày anh Lâm vệ sinh mấy lần? Yeah. Tắm rửa rồi? 2 lần chứ. Sáng cái sáng này làm, mà chiều khi lau nó lại. Rồi mồ hôi được khi nào đổ thì mình nhúng khăn lau nó, thường là nó tập vậy nè, rồi mồ hôi đổ dữ lắm. Hôm nay là bà Chính ăn cơm yeah, với gì? Ăn cơm với cá của người ta cho thế rồi. Dạ. Dạ. Hôm Tết rồi bạn của Lâm á, cũng tới cho mấy cái thịt luôn đó. Ừ. Rồi mới ăn hết rồi. Ừ. Hết rồi cái người ta cho cá. Ừ. Nó tại vì Chính kêu nó nghỉ rồi, Chính nói với Thương không có liền được, Lâm ơi thôi nghỉ đi rồi xả hơi cho thiệt hết rồi đi, chứ Lâm đi tiếp tục hoài là kẹt thì nó không chịu, nó để nó đi, nó gán nó đi. Rồi bà Chính mang bệnh tới nữa, bà nói bây giờ vết thương của Lâm là nó nhiễm trùng, nó là mũ rồi, bà không có rửa trực chiến được cho Lâm, nên bây giờ phải rước y tá lại đi. Thì cái cậu nó làm trên bệnh viện, cậu là cậu làm đó. Thì hôm nay nó cũng ổn được phần nào rồi. Hôm trước là bán được 70 tờ hả bà Chính? Dạ, 70 tờ. 70 tờ thì là khoảng 70.000 của bán Quýnh Chị. Mà chi phí sinh hoạt hàng ngày thì nó cũng vô đó. Yeah, mà không có sự giúp đỡ của mạnh thường quân đó, thì cuộc sống không biết xoay sở như thế nào luôn. Khi mà bệnh hoạn là con khổ lắm rồi cha. Bà con người ta cũng có cho gạo nữa. Tết này thì người ta cho khá hơn. Cái ngày thường thì cũng số ít nào mà chứ. Còn gạo nhiều không? Dạ, chắc được 40 kg. Dạ. Còn được 40 kg. Vậy là cũng được rồi. Dạ, thì Lâm với bà Chính ăn cũng khỏe. Dạ. Bà Chính với anh Lâm ngày ăn mấy lon gạo? Chắc 2 lon trở lại hay chứ này. Một ngày hả? Dạ. Bà Chính thì lớn tuổi không ăn nhiều. Gạo nở đó rồi bà cũng ăn ít. Còn anh Lâm thì chắc Lâm thì ăn cũng khoảng chén mấy à, nhưng mà nó kêu ăn rau nhiều lắm. Dạ. Nó đi có khi người ta cho, có khi nó mua về nhóc luôn, bà nấu không kịp nó thúi nữa. Bà Chính nên đút ăn hả? Dạ. Đút nó ăn chứ nó đâu có múc được đâu. Tay chân gì đâu múc được. Sáng nay ăn cơm trưa chưa? Chưa ăn. Sáng nó ít ăn sớm lắm. Dạ. Mấy giờ mới ăn? 1-2 giờ á, 1-2 giờ nó ăn, chứ sáng ra tập rồi nó ít ăn sớm lắm. Mà anh Lâm á, lý do là cơ thể của anh Lâm á, nằm một chỗ thì thành thử cái hệ thống tiêu hóa nó cũng không có hoạt động nhiều. Đúng rồi. Nên là nữ ăn nhiều thì nó cũng rất khó tiêu. Dạ. Nên là nữ ăn cứ chia nhiều lần bằng rau để cho nó bổ sung chất xơ. Đó rồi. Thì cũng ít ăn thịt, đa số là ăn cá thôi. Dạ. Đúng anh Lâm? Dạ, có gì ăn đó. Hôm nay là thấy bà Chính tươi ra thì cũng an tâm phần nào. Cũng đỡ hơn nhiều hay chứ. Cái hoàn cảnh của bà Chính là một trong những cái hoàn cảnh mà Bùi Hồ chia sẻ nhiều nhất ở trên cái video clip của mình. Nói về cái hoàn cảnh mà chia sẻ nhiều nhất trong cái nội dung clip của giúp đỡ những hoàn cảnh như thế này á, thì chắc có lẽ là hoàn cảnh của ông Nhất nè. Còn hoàn cảnh của ông Tư, và tới đó là hoàn cảnh của bà Chính. Có cái cô đó xác minh coi như cuộc sống của hàng ngày của dân đó, bà Lợi Cái nói sao thấy bà Chính kỳ này bà nghèo quá, cái nói bệnh cháu ơi, bà bệnh không nơi rồi. Cái hỏi bà có đi bảo hiểm không, bà đi không được. Tại vì nếu mà đi bảo hiểm á, là 12 giờ và đạp xe đạp từ đây đi lên tới trên phường 9 là bệnh viện Chánh đó. Cái bảo hiểm bà nó đưa lên đó. Thì bà đi tới 5-6 giờ chiều bà mới về lận. Tại vì đông lắm. Rồi trong thời gian này bà không có chạy xe đạp được nữa. Đường xa mà bỏ thằng Lâm nằm nhào như thế này thì không có được. Đó. Nên bà đi khám tư ở ngoài cho nhanh để mà trị cho nha mau hết. Có lần bà lên trển bà bị cái răng nó ê lên tới lỗ tai. Bà đi 2 tháng trời thì bệnh viện nó nói là lúc đó là Lâm chưa đi bán. Nói là bây giờ bà phải nhổ hết 2 hàm răng, còn không nhổ là sau này bà ăn uống gì cũng được á. Nó ủa sao cái răng của tôi nó chỉ đau có 1 cái mà sao bây giờ tới liên quan hết 2 hàm lần. Bác sĩ nếu mà nhổ lấy đâu mà sống, rồi nhổ lớn tuổi vậy nè nhổ là chết á, hết 2 hàm nữa, rồi chồng răng lại nữa là tốn tiền dữ lắm. Cái bà mới đi về bệnh viện đa khoa này nè, bà đi dịch vụ, bà kêu là chụp hình cho bà coi thử cái răng của bà như thế nào mà trên bệnh viện chẩn bắt bà phải nhổ 2 hàm. Dạ. Cái cậu đó chụp xong rồi nói cái răng bà không có bị gì trơn, chỉ có bị hư răng thôi. Bây giờ bà đem cái kết quả ra cho 2 bác sĩ mà bên khoa răng này, người ta khám rồi người ta coi, người ta trả lời cho bà biết. Cái đem ra thì 2 bác sĩ nói bà muốn nhổ răng này thì bà vô mấy cháu nhổ cho, còn mà quan hệ hết 2 hàm thì không có làm gì mà nhổ tới 2 hàm răng. Vậy thì cũng ổn ha. Rồi cái bán thuốc cho bà giái biết như nói chứ ơi, cái bán thuốc cho bà về bà uống hết trơn luôn, tới giờ là mấy năm bà mới kể rồi đó nghe. Nên bây giờ á, bà không đi nữa cháu ơi. Dạ. Rồi vô á, bà đâu có nghĩ tới là bán thuốc đâu cháu. Ở trong đó bác sĩ Duy có ba thuốc à, 3 hiệu thuốc. Dạ. Quốc cho mà 4 hiệu, mà cái hiệu thứ tư đó là mắc tiền nhất nữa. Cái bà về bà uống mà nó mới dòm cái to, bà nói ủa sao cái này có ba thứ à mà sao bây giờ tới 4 thứ, thì coi lại là chêm vô 1 thứ đó hả, 8.000 1 viên đó, mà 15 viên là thấy 100 mấy rồi đó. Ủa cái gì mà quá trời. Phải bà phát hiện sớm là nói tại bệnh viện được, còn bà đem về bà té và uống 2-3 lần rồi. Bà mới nói ủa sao mà cái bệnh này mà sao cho cái thứ thuốc này ngộ quá vậy. Có nghĩa là thuốc nó mắc quá đúng không? Mắc quá. Đưa thuốc mắc mà không phải, không có cái trong to bác sĩ không có cái tên hiệu thuốc đó. Chỉ cho có 3 hiệu à, mà nó quất cho bà 4 hiệu luôn. Thế là nói cái bệnh viện này bộ thuốc này ế lắm, sao mình đưa ngoài luôn cái mình đi về. Dạ, để đó chuyện đó. Có nghĩa là bà Chính chung quy lại cái câu chuyện là bà Chính cũng sợ tốn tiền. Viên thuốc mà nó 8.000 quá, 8.000 đó bà Chính thì nó rất là nhiều. 100 mấy chục ngàn đó với bà Chính là cả một gia tài mà. Cả một cái số tiền lớn của bà Chính hả? Dạ, cái bà mắc cười bà nói trời ơi lù khù quá, không coi gì trơn, bây giờ đưa uống đã rồi, bây giờ đâu nói gì được, đâu đem trả được. Cười. Cho mấy là hai cô giáo ăn cũng được mấy ngày. Hiện nay thì tiền bác sĩ cho bà Chính rồi bác sĩ cho anh Lâm luôn á thì là bao nhiêu tiền? Của bà là đi 1 ngày á, uống thuốc 3 ngày thì 150. 250. Dạ. Ngày 50 ngàn. Còn anh Lâm? Ngày 70. Ngày 70 luôn. Ngày 70 là tháng 2 triệu mốt. 2 triệu mốt. Bà Chính ngày 50 nữa là 120. Tháng 3 triệu 6. Chắc 2 tuần nữa chắc ổn là ngân rồi chứ. Rửa gác giữa anh Lâm ha. Mà nó không có cảm giác. Nó không có cảm giác nha mà. Người ta dán nó xuống hốp đầu á. À, có nghĩa là bây giờ cơ thể của anh Lâm á nó giờ giống như hoại tử hả? Thối rữa hả Lâm hả? Nó ổn rồi, nói chung là đỏ rồi, nó ổn rồi. Chứ mà ổn nó ăn buồn luôn. Nhưng mà chắc em nghĩ là không sao đâu. Không sao, thấy hồi sáng này á là vết thương nó đỏ lại rồi. Đỏ lại là có dấu hiệu hồi sinh. Còn hồi mới hả? Nó bị trắng. Nó bị trắng, vết thương thấy sợ lắm. Cái bà mới nói Lâm ơi phải rước y tá lại rồi, cái bà Chính rửa không được cái vết thương này nữa nha. Là tại vì bà bệnh rồi bà cũng bỏ lơ là bà làm không có đúng tiêu chuẩn nữa. Ủa sao cái ngón chân của bà Chính sao á? Té rồi, đã té rồi sửa nhưng mà mang cái dép mà bít á. Nhà mang dép bít cái nó kéo rồi luôn. Thì nó té chồng ở đây luôn hả? Dạ. Không có đi bác sĩ hả? Không có đi. Sửa ở ngoài được rồi, rồi cái mang cái đồ dép. Cái dép bít á. Trời ơi. Nó kèm lại gì? Không có tật đâu. Bà té. Té là sao? Lúc đó bà ôm gạo đó, rồi bà đi bà dắt bà té cái nó quẹo cái giò nha. Cái người ta thấy vậy người ta sửa cho bà. Người ta sửa giùm, người ta sửa được rồi. Cái phát mang cái đầu dép vô. Dạ. Mang hoài cái nó bít lại gì nó kèm lại gì. Cái ngón này nó chồng qua luôn. Dạ. Cái bà nói bà chết ha, khỏi nhìn. Nhìn cái cẳng là biết rồi. Mà thấy cuộc sống của bà Chính vất vả quá ha. Dạ. Rồi lúc kia bà bán gạo á chứ bà cực lắm, năm nay bà bệnh hoài bà nghỉ rồi, bán không có được nhiêu chứ. Rồi bà nói bà ôm, bây giờ bà chạy xe đâu có được, bà dẫn không à. Dạ. Bà đi chích thuốc bà dẫn, bữa đó bà đi ngang cầu lộ đó, 1 tiếng đồng hồ bà chưa qua tới bác sĩ được. Tại vì xe nó chạy liên tục gần Tết. Cái cô đó ở gần đó sao cô thấy, cô mới ra bà hỏi bà làm gì bà đứng đây hoài. Nói bà tính đi qua đặng đi bác sĩ bệnh đó, cháu ơi bà lên tận xong. Rồi bây giờ cái cổ bà nó không có quẹo bên này bên kia gì coi được hết trơn á. Nên bà đứng hoài mà biết chừng nào mà xe nó ngừng. Tại vì lúc bà ngủ thức dậy thì cái cổ bà ngó qua gì cũng được, mà ngó lận gì cũng được, mà mới lấy dầu mà đánh cái vỡ 2 tiếng đồng hồ bà nằm. Cái bà ngó từ từ được. Cái bà mới nằm mà ngủ, bà ngủ lại thì chiều lại bà thức á, nó bắt đầu nó làm cái đường xương sống này nè. Cúi xuống gì là đau lắm, cái bà nói Lâm ơi. Lâm kêu Chính ngước lên ngước xuống là không được rồi, bây giờ nó biến chứng qua cái cổ rồi. Cái bà mới đi bác sĩ, bà nói cái này chắc phải đi mới được. Cái đi qua lộ không được, cái cô đó cũng kêu bà dịnh cái xe nha, con dẫn cái xe đưa bà qua lộ. Thì tới đó 8 giờ tối thì bác sĩ người ta nghỉ rồi, người ta không có làm. Cái bà mới dẫn chiếc xe đi vòng ngược trở lại, gặp được ông bác sĩ này bà biết. Bà mới vô đó thì ông đó gần Tết, ổng còn làm trễ. Ổng mới vô, ổng chích cho bà. Rồi cũng 5-6 ngày nó mới giảm rồi. Bà nói cháu ơi, bây giờ sao cái 3 cái gân cổ của bà nè, cháu coi kỹ rồi, sao bây giờ gờ tới đau lắm. Rồi ông chị từ hôm nào hôm nay đỡ nhiều rồi cháu. Rồi bà đi liên tục luôn, nói bà phải đi mới được, cái hệ thần kinh của bà yếu. Với tăng sông cao á, hôm rồi đầu tiên á, thì bà đi qua tới bên lộn nè. Bà dẫn xe qua sao chóng mặt quá à. Cái bà mới quẹo qua đây có y tá ngay dốc cầu chỗ Phùng Ký đó. Bà quẹo vô cô đó, cổ đo tăng sông bà 16. Cổ vết cho bà 2 mũi hả, cái bà cái cổ nó rồi đó bà đứng dậy được rồi bà Chính. Cái bà mới bước xuống cái giường chích của bà đó, bà bước xuống trong mặt cái bà chụp được cái cửa, cái bà nắm bà ngồi xuống luôn. Cái cổ mới nói vậy là tăng sóng bà lên rồi. Cái bà mới ở đó cả tiếng đồng hồ. Lâm nói bà này bà đi chích cái gì mà lâu quá chờ, cái nó chờ trong mặt tưởng chết bển rồi đó. Nếu mà không chụp được cái cửa là té đập đầu chỗ cái thềm rồi. Cái bữa sau bà thấy vậy bà không dám đi cổ nữa. Bà mới ra ông bác sĩ này nè, ông nói máu bà đang lên 16 mà ai mà dám chích bà thiệt là gan. Nó giật bà mà thôi bà chết rồi đó, bà té là bà chết. Nó nói bác sĩ ơi tôi đâu có biết, cổ chích cho tôi 2 mũi rồi tôi đứng vậy. Bước xuống là nó quay tôi té đó, tôi chụp được cái cửa. Đó, rồi cái ổng nói bữa nay nè con cho thuốc bà uống 2 ngày. Rồi bà ra đây con tiếp tục điều trị, chứ bây giờ đang cơn lên này là chết vô là nó quay bà chết luôn á. Nên rồi bà mới theo ông bác sĩ đó. Rồi cô, tới bây giờ luôn đó. Cố lên nha bà Chính. Thì hôm qua này mới ra lấy thuốc 8 giờ đêm rồi. Bà mới ra bà lấy thuốc của ổng. Đó là dấu hiệu của tuổi già. Bà Chính dù sao thì cũng hơn 81, hơn 80 tuổi rồi. Và cái tuổi của bà Chính là cái tuổi cũng nghỉ ngơi, vì cái sức lao động mà ông trời ông cũng xui khiến thai là cho bà Chính có cái tinh thần minh mẫn với lại cái sức khỏe được như thế này. Chứ tuổi của bà ngoại của Bùi Hồ bây giờ 80 thì phải đi, phải có người dìu, phải có người đút ăn. Đó là một trong những cái cái điều rất là tốt khi mà bà Chính còn sức khỏe đủ để chăm sóc cho anh Lâm. Ở thời điểm đây là một trong những cái thời điểm khó khăn nhất, vì cái tuổi già và cái căn bệnh của anh Lâm ở thời điểm hiện tại thì nó có những cái dấu hiệu nó chuyển biến hơi nặng hơn tí xíu. Nhưng mà dù sao thì cũng mong một phép màu nào đó, Bùi Hồ chỉ đến đây nói là mong một phép màu nào đó để mà có thể giúp cho bà Chính luôn có sức khỏe và anh Lâm luôn có chuyển biến tốt hơn trong thời gian sắp tới. Đó là lời mong ước của tất cả mọi người đối với hoàn cảnh của bà Chính cũng như là anh Lâm. Còn mọi thứ thì nhờ sự chung tay giúp đỡ của tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân, chứ căn bệnh của anh Lâm thì mọi người không thể nào can thiệp vô được. Nhờ cái gồng gọc tự chế mà ba anh đã để lại cho anh lúc mà ba anh còn thuận tiền ở cô bác anh chị. Bây giờ thì ba cũng đã đi rồi, chỉ còn bà với lại anh, hai người cùng nhau mà để mà cố gắng thôi. Khi mà Bùi Hồ nói như thế này thì anh Lâm lại ngẹn ngùng, lại nghẹn ngào rồi cố cầm nước mắt. Ôi, anh Lâm, nhưng mà thật ra là trong lòng của Bùi Hồ đối với những cái hoàn cảnh như thế này á, thương lắm. Thương vì bà cháu cùng nhau để mà cố gắng. Sức khỏe không còn nữa, nhưng mà cái còn lại là sự yêu thương. Yêu thương của bà dành cho cháu và sự cố gắng cháu vượt qua cái nghị lực sống như thế này. Xúc động lắm. Thật ra Bùi Hồ cũng muốn rằng đó là cho cô bác quý anh chị kết nối á, với lại trực tiếp cho bà Chính và anh Lâm. Nhưng mà cô bác anh chị biết là bà Chính thì không có thẻ tài khoản ngân hàng, anh Lâm thì không thể đi đứng như mọi người được, nên thành thử là mọi việc là chỉ nhờ đem tiền trực tiếp thôi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Bùi Hồ không thể nào cho số điện thoại của anh Lâm được, vì khi biết bà Chính có tiền mà ở đây hàng xóm không có gần đây á, thì mọi người có thể là vô nhà để mà dụ dỗ, tìm cách làm bùa làm này làm kia rồi bà lấy tiền hết bà Chính luôn. Đó là một trong những cái trường hợp á mà Bùi Hồ đề phòng cho bà Chính. Bùi Hồ có số điện thoại của Lâm nè, có địa chỉ nhà của bà Chính nè, nhưng không thể nào đưa lên trên mạng được, vì đây là hai người không còn sức khỏe nữa. Nếu như mà có bài gì vô á thì không thể nào chống chọi được với người ta. Có một trường hợp mà Bùi Hồ quay một bà cụ hơn 80 tuổi ngay tại thành phố Cần Thơ. Bùi Hồ coi được cái địa chỉ của Bùi Hồ thôi mà người đó vô nằm làm bộ ôm, giống bà Chính nè, ôm bà Chính để con massage, con nắm bóp cho bà. Cuối cùng là lấy không còn một đồng luôn. Nên là nữ là đây là một trong xã hội mà có rất là nhiều người tốt, họ có thể cho đi tất cả, nhưng mà có một vài người họ có cái tính xấu, biến làm nhưng là lại siêng năng, nên là nữ là họ tìm mọi cách để họ lấy không cả bất cứ cái gì. Chẳng hạn như trường hợp anh Lâm á, cô bán anh chị đi bán vé số á, ở ngoài đường còn bị giật nữa mà nó đổi, rồi đổi số giả nữa. Đó là một trong những cái mình không nói được rằng là xã hội này xấu hết, nhưng mà ở bên cạnh rất nhiều người tốt thì vẫn có một vài thành phần xấu. Có thể là họ nghiện ngập, họ tìm mọi cách để họ kiếm tiền, họ không trộm cắp thì họ sẽ lừa gạt. Đó nên là nữ là khi mà cô bác quý anh chị cứ gửi hẹn kim cho Bùi Hồ hay là thì Bùi Hồ sẽ nhận trực tiếp trao cho bà Chính luôn. Bùi Hồ không để số điện thoại lên được, không thể để số tài khoản lên được vì không biết có ai rút. Và đây là lần thứ 10 mấy ha bà Chính ha. Bùi Hồ quay trở lại trong hoàn cảnh của bà. Và rất là nhiều bạn của Bùi Hồ cũng đã đến thăm, cũng đã trao những cái phần hiện kim, vì đâu đó rằng mình muốn là những người bạn của mình càng nhiều người kết nối được thì càng tốt. Con chúc bà Chính và anh Lâm cũng có. Anh Lâm khóc rồi. Cố lên anh Lâm. Sao nghe em nói mà anh khóc? Em hiểu hết mà. Ngày hôm nay đến đây thì con hai mặc cho chị Hằng ở Mỹ. Chị Hằng ở Mỹ gửi biếu cho bà Chính 100 đô. 100 đô con mới vừa đổi ở ngoài tiệm vàng, đổi ngoài này dạ được 2.535.000. Nay tiền đô là 100 đô là 2.535.000. Thì con trao cho bà Chính là 2.550.000 nha. Bà Chính có đôi lời để nhắn nhủ, mà gửi lời kính chúc cảm ơn cô Hằng ở bên Mỹ đã có tình thương hỗ trợ gia đình bà với cháu được một số tiền 100 đô này. Bà rất là mừng, cũng là một cái động lực là thúc đẩy cho gia đình tiến lên được phần nào, không có còn lo lắng về vấn đề tài chính nhiều nữa. Và bà cũng cảm ơn và cầu chúc cô Hằng ở bên Mỹ gia đình được bình an, làm ăn phát tài, được nhiều may mắn, giàu sức khỏe. Xin cảm ơn. Chính nói chuyện mà gương nước mắt. Dạ. Tại bà thấy gia đình gì mà cô bác đó, có lòng hảo tâm giúp bà rất là mừng. Bùi Hồ một lần nữa ngày hôm nay thì thay mặt cho gia đình của bà Chính xin chân thành cảm ơn chị Hằng ở Mỹ đã gửi những cái phần hiện kim thật là kịp thời cho hoàn cảnh của anh Lâm và bà Chính. Xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã từng đồng hành đối với Bùi Hồ, đối với hoàn cảnh bà Chính nói riêng và tất cả những hoàn cảnh mà cô bác quý anh chị đã ủng hộ. Bây giờ thì càng nói nữa thì anh Lâm lại càng bệnh gịnh và thời gian cũng trưa, Bùi Hồ phải quay trở lại về nhà. Bùi Hồ xin kính chúc tất cả các cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm sức khỏe, dồi dào an lạc, gặp được nhiều thành công trong cuộc sống. Chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và Bùi Hồ xin kết thúc video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Chính cũng cảm ơn hai cháu đã có lòng kết nối mà dây liên lạc giữa bà con cô bác từ xa tới gần, giúp cho gia đình bà Chính và Lâm rất là nhiều. Bà Chính cũng không biết nói gì hơn, cũng xin cầu chúc và trên đường làm việc của mấy cháu gặp nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe để làm những chuyện phúc đức trở về sau cho cô bác rất là nhờ. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau.